Chuyền này bóng đổ đấy, đập làm sao đây ạ? Chạm chân. Của trọng tài Tú. Trọng tài biên thì bắt biên thôi. Cố gắng lên. Ôi ôi. Đẹp rồi, đẹp đi. Trong sân. Lúc nhanh nhỉ. Bảo sang đây để hỏi nữa sao? Cổ động viên chúng ta đúng là sao phải đường ra đấy đẹp rồi. Nêu cao đẹp anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp rồi. Quan lên đi ăn thôi. Hiệp thôi, hiệp thôi. Sang thôi, áp bàn, thôi. Đây. Đây. Trọng tài theo dõi Hồ quá không cả giơ được tay. Tập tốt. Bóng xa thế liệu. Ngoài. Nêu xa đấy đi. Chắn hở rồi. Lại phá lên nhiều. Vô địch làm sao được. Cứ chắn đấy mà đâm đầu mà đập phải làm sao.